Trời ơi, mọi người ơi, khiếp à. Đây. Trời đất ơi. Đang tưới nha mọi người. Đây, nấm sẽ zoom lên cho mọi người xem. Khiếp luôn. Lưới đầu nha mọi người. Bây giờ nó cũng chưa ra khỏi cổ nhiều cho lắm. Ôi trời đất ơi. Rồi chậm lắm này. Nắm được đâu mọi người. Nói chung là mấy anh em cũng lai rai từ lúc trưa giờ, mọi người thông cảm nha. Mà bây giờ nó muốn chia sẻ cho mọi người. Rồi bây giờ nắm thì cũng chuẩn bị về quay lại cho mọi người xem. Rồi đất ơi, coi nè. Chậm lắm, khiếp à. Đẹp. Rồi lộ ơi. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.